Chương thứ tư. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại chung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng, hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thì tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nảy nở ra. Một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giêsu ở một mình, những kẻ chung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự. Hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Đoạn Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình. Nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Nhưng vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, nhưng lo lắng về đời này, mê đắm về giàu sang và các tham muốn khác, thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng, có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều gì kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất, người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kế thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với điều gì? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải. Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm,
nói với nhau rằng: Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người?